Đó, mấy đứa nhỏ nhà mình nè, xay dâu ra nè các bạn. Còn người lớn mình thì ăn trái cây được. Còn mấy đứa nhỏ nhà mình cứ yêu cầu mẹ xay sinh tố thôi. Ok, xay đã xong rồi ha, đem lên cho mấy đứa uống đây. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn trái mận Mỹ nha các bạn. Thì trái mận Mỹ này là bữa hôm mình hái đó, mình hái về mà mình ăn chưa hết nữa đó các bạn. Bỏ trong tủ lạnh tới bây giờ nhìn vẫn còn tươi rói ha. Đó, thì mình mới rửa, đem ra rửa sạch mấy cái phấn á. Hồi trước mới hái xuống nó có một lớp phấn màu trắng rất là dễ thương. Bây giờ mình rửa sạch cái lớp phấn đó rồi thì mình sẽ chấm mận Mỹ này với sô cô la nha các bạn. Đây, sô cô la mình mua. Đây, sô cô la đây các bạn. Mình mua hai loại, sô cô la màu đen và sô cô la màu trắng. Đó. Đây là mấy trái táo của mình, bữa hôm mình hái vô vẫn còn nè. Chút xíu nữa mình sẽ chấm sô cô la thử với táo nha. Rồi trái mận Mỹ này, dễ thương chưa? Mình chuẩn bị cái bếp này các bạn. Cái bếp này là để mình nhúng trái cây ăn nè. Đó, mình nấu cái gì vô trong cho ấm ấm rồi mình lấy nho hay là mình lấy táo mình nhúng vô trong này ăn. Đó, nó có cái dụng cụ đồ nhúng nữa. Thì mình sợ bỏ vô trong đó nó cháy sô cô la cho nên mình để trên cái tô. Rồi trong mình bỏ nước. Thì mình hấp cách thủy cái sô cô la này nó sẽ chảy nước ra nha các bạn. Đó, lửa đã nổi lên rồi các bạn. Bây giờ bếp đang nóng lên. Nước ở trong đó mình đổ cũng hơi ít, sẽ mau sôi thôi ha. Đổ cũng ít lắm. Đó, chút xíu ở dưới thôi sẽ sôi, bốc hơi lên làm cái tô nó nóng. Các bạn ơi, mình nghe nước ở trong cái nồi này nó sôi sôi rồi đó, mình dở ra cho các bạn xem nha. Đó, bốc hơi rồi ha, cái tô này nó sẽ nóng lên. Mình sẽ bỏ sô cô la. Đó, sô cô la thì mình mua loại này nè các bạn. Loại này mình chấm trái cây nè, chấm dâu, chấm táo rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ bỏ sô cô la vô nha. Đây, mình để đây. Em có ngã không? Ok. Bỏ vô mình nấu lên cho nó tan chảy ra. Ăn sô cô la nóng. Không có mấy đứa nhóc nhà mình nha, tại khuya khuya rồi các bạn. Đó, cũng 8 9 giờ tối rồi mấy đứa đang chuẩn bị đi ngủ. Thì mình mới có giờ để quay cái video này cho các bạn xem. Ha. Nhìn sô cô la nè, ngon không? Đó, đang tan chảy ha. Đó, cái này là cái cây xiên qua táo rồi trái cây người ta bán chung với cái bộ nồi này nè các bạn. Đó, nguyên một bộ luôn nè. Dễ thương không? Nó có nhọn nhọn để cho mình khỏi cầm cái que tre mình xỏ vô. Cái này mình xỏ xong rồi mình rửa, mình cắt rồi bữa nào lại lấy ra ăn tiếp. Đó. Dễ thương chưa? Sắp chảy ra rồi ha. Hai cái đủ rồi đó. Mình ăn cũng vài trái là mình no rồi cho nên hai miếng sô cô la như vậy là đủ rồi đó ha. Chút xíu nữa mình sẽ nấu sô cô la màu trắng nữa cho các bạn xem. Mình thu gần lại cho các bạn xem này. Đó, sô cô la đang tan chảy nha. Đó, các bạn nào thích ăn sô cô la chấm trái cây ấy, thì mình hấp cách thủy cái tô này lên. Đó, thì nó nóng từ từ nó chảy ra ăn rất là ngon ha. Còn mình nấu trực tiếp thì sô cô la nó sẽ bị cháy đó nha các bạn. Nó cháy á, tại vì đường ở trong này có đường, hấp cách thủy thì không sao, cái hơi nước thôi. Đó, chưa gì đã chảy ra nè, nhìn ngon chưa? Hơi nóng các bạn. Mình đụng vô nóng đó các bạn. Sô cô la đã tan chảy ra rồi, nhìn hấp dẫn ha. Chừng này là mình chấm đủ rồi, muốn bỏ thêm mà cho nó đẹp nhưng mà mình ăn không hết, bỏ uổng các bạn. Rồi còn mấy miếng sô cô la này để cho mấy đứa nhỏ, ngày mai mình sẽ bắt lên cho mấy đứa nhỏ chấm ha. Đó,
để qua một bên. Mấy nhóc nhà mình bây giờ biểu ngủ cũng không có mẹ ở trên, cũng chưa chịu ngủ, mình giỡn chặt là ngủ. Hôm nay cuối tuần nha các bạn. Đó, sô-cô-la đã tan chảy rồi. Bây giờ mình nhập tiệc ăn trái cây với sô-cô-la thôi các bạn. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Bây giờ mình sẽ ngồi vô ăn trái cây nha các bạn. Ăn liền thôi. Từ nãy đến giờ thèm quá rồi. Đó. Đây, mình tìm một cái que xiên như thế này. Mình xiên qua thử xem sao ha. Đó, cứng cáp ha. Cái này nó chắc hơn là cái que tre đó các bạn. Nhúng sô-cô-la vô đây thôi. Đó, cái bếp thì nó sôi lên tan chảy sô-cô-la rồi. Mình đã tắt rồi các bạn. Hơi nóng lên nè. Vẫn còn nóng ha. Đó, mình để lên này. Mình để vô một cái tô ha. Một cái tô như thế này, mình chấm ăn. Wow, bọc xung quanh ha. Này các bạn. Đó, mình bọc xung quanh dính hết chứ. Sô-cô-la nóng nha. Ăn chắc ấm miệng lắm đây. Wow, các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Trái mận Mỹ chấm sô-cô-la nè. Ăn không biết còn nóng không nữa. Bây giờ mình ăn nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Nhớ mua về ăn nha. Cái này khỏi đánh mua son đi ha. Ăn tìm lên tốt lắm. Mận Mỹ chấm sô-cô-la rất là ngon các bạn. Các bạn mua về ăn thử nha. Rất là ngon đó. Vị rất là lạ, ngon. Chua chua, ngọt ngọt. Thanh rồi bọc một lớp sô-cô-la. Mình vừa ăn vô cái mình nghe sô-cô-la ấm ấm ấm. Cái mình ăn cái chút xíu ra nó tan. Nó tan sô-cô-la xong cái tới cái vị mận Mỹ nó hòa quyện vào nhau. Ăn rất là ngon, các bạn thử đi nha. Bây giờ mùa mận Mỹ cũng đang bán rất là nhiều. Mình ra mua mận Mỹ chấm sô-cô-la, chấm bằng tay luôn các bạn. Dùng cái nĩa đó sợ quá à. Lỡ mình cắn vô nó trúng ngay cái mũi nhọn cái này không phải ăn với sô-cô-la đâu, cái miệng bị thương luôn á. Đó, nhìn nè. Wow, rất hộp. Chút xíu mình thu thập những cái hộp này, mình cất hết vào trong cái hộp các bạn. Ăn bao nhiêu hộp cũng cất hết á. Rất là ngon. Chấm một miếng lớn luôn. Ăn kiểu này chắc ăn trái cây cho ốm mà ăn thêm sô-cô-la này chắc lên ký quá các bạn. Tiếp tục. Giờ đến ăn thêm mấy trái nha. Thử mình ăn được mấy trái. Rất là ngon. Rất là ngon các bạn. Đó, mình ăn chập á. Trời lạnh là sô-cô-la này nó sẽ đặc lại đó các bạn. Mình hái trái này cũng được 9 ngày rồi đó. Bỏ trong tủ lạnh vẫn còn ngon. Mỗi ngày mình lấy 3-4 trái mình ăn. Hôm nay cuối tuần rảnh lại đem ra hết, để lên bàn ăn nói chuyện với các bạn cho vui nha. Bên Việt Nam bây giờ không biết mấy giờ ha. Ở đây 8 giờ rưỡi tối. Ở Việt Nam chắc buổi sáng. Buổi trưa. Ngon quá. Đó. Ăn có chút xíu là nó muốn đông lại rồi. Đó, mình tìm trái này hườm hườm nè.
Thường thường ăn thấy ngon không? Thường thường nó chua chua, chấm nó ngon. Ngon quá, chắc ăn no luôn quá các bạn ơi. Rồi. Đó, mình đã thử qua sô cô la màu đen rồi, bây giờ mình sẽ thử qua miếng sô cô la màu trắng. Mình nấu tan chảy ra để mình chấm thử màu trắng với màu đen cái nào ngon hơn ha. Đây là miếng màu trắng. Wow, nhìn miếng sô cô la hấp dẫn vậy các bạn. Mình thì ít ăn màu trắng, mình ăn màu đen nhiều hơn. Và hôm nay mình thử nấu cái miếng màu trắng này nó tan chảy ra như thế nào nha. Đó, để đây, bật bếp lên, đợi cái sô cô la này nó tan chảy để mình bẻ đôi nha. Bẻ đôi chứ không thôi nó bể ra. Đó, tan chảy ra là mình sẽ ăn thử cái sô cô la màu trắng nó như thế nào. Thì đây, cái trái táo ở ngoài vườn bữa hôm mình hái nè các bạn. Đó, táo này mình cắt mình ăn cũng được lâu lắm. Thì mình chấm thử sô cô la nha, xem táo ăn với sô cô la nó ngon như thế nào. Ngon các bạn, trái cây chấm rất là hợp với sô cô la nha, mùi vị rất là ăn vô nó dễ chịu mà nó đầm đầm, nó ấm áp, sô cô la còn ấm ấm nữa các bạn, ăn rất là hay. Ngon, táo chua chua ngọt ngọt rồi trộn với sô cô la rất là hấp dẫn. Thích lắm đó, ăn với muối thì cái vị nó riêng, còn sô cô la các bạn ăn thử nha. Rất là ngon, chấm hơi nhiều tí. Ở ngoài chợ Mỹ á, cũng hay bán táo nhúng sô cô la lắm, mấy đứa nhỏ thích lắm. Mà mấy đứa nhỏ nhà mình lúc mua trái táo tẩm sô cô la xung quanh rồi người ta còn trang trí lên những cái bông hoa kẹo rất là đẹp, mấy đứa nhỏ ăn nội sô cô la với kẹo thôi, còn quả táo đưa lại cho mẹ ăn. Rất là dễ thương. Ngon nha các bạn. Đó, sô cô la ở đây thì cứ đang tan chảy. Mình dựa cái miếng qua bên này cho nó mau chảy ha. Rồi. Từ nãy giờ rớt bao nhiêu trái mật Mỹ rồi, mình chắc nó đầy quá nó rớt. Đó, ăn hết trái táo với sô cô la nha. Sang năm mình sẽ trồng thêm táo này các bạn. Hồi vừa rồi cách đây mấy ngày mình chạy ra chợ mình xem còn bán cây táo này không, mình mua thêm 2-3 cây nữa mình trồng. Nhưng mà hết táo rồi các bạn, người ta mua hết rồi. Sang năm mình sẽ mua thêm trồng ăn cho nó đã. Rất là ngon. Trái cây nho mình chấm sô cô la rồi, Việt Quốc mình chấm rồi. Bữa hôm mình có quay video á, chỉ có táo với trái mận Mỹ mình chưa chấm thôi, dâu mình cũng chưa chấm. Bữa nào mình sẽ chấm thử dâu ha. Trái táo chấm nè. Ở ngoài chợ thì người ta nhúng xong người ta để cho nó cứng lại, nó khô lại đó, ăn nhìn đẹp lắm. Ở đây mình chấm tèm lem tút lút nhưng mà ăn sô cô la ấm rất là ngon. Ăn hồi cái miệng tèm lem tút lút
Y như mấy đứa nhít nít á. Táo tới bây giờ vẫn còn giòn. Vị táo mình trồng đặc biệt, khác ngoài chợ rất là nhiều. Tươi ngon. Mấy ngày hôm nay các bạn hỏi mình là mùa đông cây dâu có ra trái không, mùa đông cây dâu có còn sống không, rồi cây táo, cây việt bút, rồi cây cà chua, những cây trong vườn của cô có còn sống không. Những cây nào mà ở xứ lạnh sẽ ngủ đông vào mùa đông. Cây táo ngủ đông, cây việt bút ngủ đông luôn, cây nho cũng vậy, rồi cây mâm xôi cũng vậy. Chỉ có cây cà chua, cây bí, cây dưa leo, mấy cây đó là sẽ chịu không nổi các bạn. Mấy cây đó sẽ tàn. Ăn hết luôn ha. Ăn kiểu này á, khỏi ăn cơm quá. Cây chanh dây á các bạn, sống được mùa đông nhưng mà phải trồng lâu năm á, giống như cái gốc nó bự bằng cái cổ tay mình rồi á, nó sẽ chịu được tuyết, sống được tuyết. Còn nhỏ nhỏ là để ngoài sẽ hư, cho nên mình trồng cây chanh dây chắc cũng 3-4 năm để mình làm cho cái gốc nó bự lên. Rồi ăn đã sắp xong trái táo rồi. Wow. Ngon quá. Đó. Bao lâu rồi giờ mới được ăn lại trái cây chấm với sô-cô-la ha. Sô-cô-la này màu trắng nè. Mình nếm thử xem. Cũng ngon lắm á. Nó giống sữa. Giống sữa nhiều hơn là sô-cô-la đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy sô-cô-la trắng rồi mình chấm thử mình ăn nè. Đó, dở ra. Wow, nóng ha. Bỏ vô cái tô này để cho nó bớt nóng đi, mình cầm mình ăn. Thơm mà sao nó sô-cô-la trắng nó không có giống mùi sô-cô-la đen. Bóc luôn, không thấy gì hết trơn á. Wow, chưa gì đã rớt rồi. Hẹn các bạn, mần Mỹ chấm với sô-cô-la trắng. Thử ngon không ha? Không ngon bằng sô-cô-la đen các bạn. Sô-cô-la đen chấm ăn tuyệt vời hơn. Mật Mỹ thì chấm với sô-cô-la trắng vị nó không ngon, chỉ là ngọt với béo. Cái mùi giống sữa vậy đó. Mùi nó không có hấp dẫn bằng sô-cô-la đen. Các bạn mua sô-cô-la đen chấm với trái cây nó ngon hơn là sô-cô-la trắng nha các bạn. Sô-cô-la trắng ăn có vẻ nó ngọt mà nó ớn, nó không có có cái vị thơm giống sô-cô-la đen. Rồi mình đã thử rồi, chấm thử táo ha. Táo với sô cô la trắng nó như thế nào? Mận Mỹ thì không hợp với sô cô la trắng rồi đó các bạn. Thử trái táo xem sao ha. Mời các bạn. Rồi, đến mình ăn ha. Táo thì ngon hơn. Táo chấm với sô-cô-la trắng thì ngon hơn mật Mỹ chấm với sô-cô-la trắng. Nhưng mà sô-cô-la đen vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Vẫn đặc biệt, ăn với táo vẫn ngon hơn nha.
Hôm nãy ăn sô-cô-la dính vô đèn chấm, mới soi gương chùi đi rồi. Ngồi đây không có thấy rõ lắm. Rất là no. Đó, táo thì mình đã chấm chung với muối ớt thử rồi, mình ăn thấy rất là ngon. Còn mận Mỹ thì mình chưa chấm với muối ớt thử bao giờ, bây giờ mình sẽ chấm nha. Đó, xem sao. Mời các bạn. Rồi, để mình ăn nha. Nói gì nói, ăn với muối ớt vẫn là hấp dẫn, ngon, quen thuộc, quay về tuổi thơ của mình liền đó. Vị trái cây này với muối ớt, cắn vô một cái là mình trở về tuổi thơ liền. Không, hồi nhỏ mình được ăn trái này trái kia với muối ớt, mình cắn cái là mình nhớ lại những cái vị lúc nhỏ liền lập tức. Hay thiệt, công nhận muối ớt ăn trái cây rất là hay, ngon. Ăn không có ớn các bạn, chấm với sô cô la thì nó sẽ mau ớn hơn muối đó. Dù gì dù chứ muối ớt Việt Nam mình chấm với trái cây cũng là số 1. Sô cô la Mỹ vẫn thua xa nha các bạn. Đó, ngọt ấm áp, ấm áp như thế nào nhưng mà mình qua mình ăn muối ớt á, nó vẫn dễ chịu hơn. Sô cô la đen chấm với này ăn giống như mình ăn về bánh ngọt, còn cái này thì mình ăn về mặn. Nhưng sô cô la đen với mận Mỹ rất là ngon, ngon gấp mấy lần sô cô la trắng nha các bạn, gấp mấy lần luôn đó. Thử nha, thử ăn là sẽ biết liền. Còn muối thì quen thuộc với mình, ngấm ở trong máu mình từ nhỏ rồi, mình ăn cái là mình cảm thấy rất là thích. Muối ớt ăn trái cây với muối không biết ớn ha, ăn với sô cô la màu ớn, ăn với muối có thể ăn được mười mấy trái đó. Đã xong rồi các bạn, nặng lắm các bạn ơi, cái dĩa đã nặng rồi chứ, mình thêm cái chùm lá nữa nè. Các bạn ơi, video thử ăn trái mận Mỹ và trái táo chấm sô cô la tới đây đã xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên mình làm video gửi đến cho các bạn xem. Hẹn các bạn lại những video sau nha. Nếu các bạn muốn mình ăn những trái cây gì hay những món ăn gì thì các bạn viết cho mình biết, rồi mình sẽ, nếu được thì mình sẽ làm theo ý của các bạn nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.